có phải là mình sinh lên cõi trời mà mình không lo tu tập thì mình sẽ đam mê hưởng dục lạc và hầu như cái tâm của mình chủ yếu là tâm tham và phóng vật phải không sư? Nếu mà như vậy sẽ tạo ác nghiệp rất nhiều hay sao? Thẳng sư nhắc với quý vị biết một cái chuyện đó là ở trong kinh nghe Thì ở trong Tăng Chi Bộ Kinh Đức Phật nói này các tỳ kheo hầu hết hầu hết chư thiên sau khi thân hoại mạng chung đi vào địa ngục rất hiếm chư thiên mà sau khi thân hoại mạng chung vẫn sanh lại về cõi người cõi trời trong tăng chi bộ kinh rồi ở trong tương ưng bộ kinh có một vị trời đó vị này à, sau khi mà thấy mấy bà vợ của mình biến mất hết trơn rồi 500 bà vợ Uh, biến mất hết trơn rồi, vị này mới xem coi năm bà vợ mình đi đâu, mới thấy là năm bà vợ này đi xuống địa ngục và vị này uh, cũng suy nghĩ coi là nếu như mà mình chết bây giờ mình sẽ đi đâu và bằng cái năng lực thần thông của một vị trời, vị này biết được là sau khi mình chết mình cũng đi xuống địa ngục đoàn tụ với mấy bà, cho nên là vị trời này đó hoảng sợ và đến gặp đức thế tôn. chuyện còn lại đương nhiên có thế tôn mà thế tôn giải quyết được hết, uh, giải quyết cho vị này nhé. Thành ra đó, cái quý vị suy nghĩ không phải không có lý do đâu. Do đó cẩn thận. Cái tâm ác thì nó chưa đến mức là ác, nhưng mà bất thiện thì chắc chắn là bất thiện. các sư dùng là ác có nghĩa là sao? Nó có nghĩa là đẩy mình đến cái mức phạm giới thì sư gọi đó là ác. Còn những cái như là tham đắm trong dục lạc thì sư gọi đó là bất thiện còn nếu sư gọi nó là ác thì không lẽ bây giờ quý vị đi làm kiếm tiền nó là ác hay sao quý vị cầm tiền đếm mà vui quá <laughs> rồi ăn ngon rồi xem phim nghe ca nhạc rồi không lẽ nó là ác hoặc nói, nói nhỏ không lẽ giờ mình gần gũi vợ chồng nó là ác hay sao nó là bất thiện nha nó là bất thiện nhưng mà cái bất thiện đó đó nó đủ để đưa mình xuống cảnh khổ nhắc để cho quý vị biết là không cần phải chờ đến lúc làm chư thiên tôi ngay cả bây giờ mình cũng đã vậy rồi vui trời đi thích á sắc khá khi mà ông gần hết tuổi thọ rồi cái ông quan không <laughs> nó chết trẻ kiểu này đó ông ấy đi xuống kiếm đức phật Thì đức phật đang tôi nhớ ông làm là đang ngủ hay là đang thuyết pháp gì đang ngủ thì ông mới chạy lên trên ông khiều ông càng thất bà cái ông đánh đờn nó bành trá anh chát xì lá ông đánh đờn ở trên thiên cung của ông á ông đánh đờn này ông đang me đứa con gái của ông khác ông khác ông, Mẹ đánh gái ông khác mê gái ông gái thì mới nói là bây giờ ông xuống ông dùng cái tay đánh đờn con ông, đó, ông đánh thức đức phật vậy thì tôi gả cái cô đó cho ông thì cái ông bên trái xì lá ông mới xuống đợn điệu đợn một cái bài nhạc thì đức phật ngày vậy đức phật ngày vậy thì à, vui vẻ thích xuống thì mới có cái bài kinh để thích chứng đạo và được trợ thích đắc đạo quả tu quần lần nữa đắc quả tu lần và tái ngay lập tức ông hết tự thọ ngay lúc ông đắc luôn ông đắc ông đắc tu quần xong là ông hết tự thọ luôn và ngay lập tức ông tái sanh trở lại làm đế thích lần thứ hai trường hợp mà nếu ông không đắc tu quần là <laughs> đã lắm á nói vậy thôi một cái trường hợp ví dụ coi lại câu hỏi nó có cái chỗ nãy gì kìa <laughs> À, vì vậy đó, cái cái sự hưởng dục á ví dụ như mình nó uống rượu uống gì nghiện á uống nó không nghiệp nó không nặng bằng cái chuyện mà mình uống rượu để mình hưởng thụ mình hưởng cái cái sự à, cái dục ở trong cái dục là cái cái sự sướng vui trong uống rượu để thưởng thức cái hương vị rượu cái đề nghiệp nặng lắm mà chư thiên là chuyên gia của người nhậu nhạc chưa lắm linh đình tiếng tiệc